Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 3 cùng với thầy trường Thế tuần này thầy giáo đã trao đổi với các em cái dạng bài là viết thêm hoặc là xóa cái chữ số ở bên phải Cái số số nào đó Thì cái số đó sẽ thay đổi như thế nào thì các em đã được học Ngày hôm nay thì thầy giáo tiếp tục trao đổi với các em bài số 3 của cái dạng này Thế thì đây là một cái dạng toán rất là hay Thế thì thầy giáo lưu ý là các em hãy nhờ bố mẹ đăng ký kênh youtube của thầy Ấn vào hình cái chuông để nhận thông báo các video mới và bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi ở cái video thứ ba này với cái bài thì như thế nào thì sau đây chúng ta cùng trao đổi mời các em. Chúng ta tiếp tục với bài 3 của cái dạng toán thêm bớt chữ số vào bên phải. Các em đọc đề theo thầy. Bài 3. Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì được số có 3 chữ số mà tổng số đó với số ban đầu là 379. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta đọc lại đề. Sau đó chúng ta viết vẽ ra và tìm hiểu xem đề bài cho biết gì và yêu cầu làm gì các bạn nhé. Tìm số có hai chữ số. Đây là yêu cầu là tìm số này. Có hai chữ số. Đó, Tìm số có hai chữ số. Biết rằng khi viết thêm 5 vào bên phải thì các em biết là viết thêm 5. Viết thêm chữ số 5 đấy, viết thêm 5 bên phải. Thì sao thì được số có 3 chữ số. Được số có 3 chữ số. Mà tổng tổng là 379. Đó. Thế bài toán cho biết gì? Cho biết đây là số có hai chữ số này. Sau khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải này để được số có ba chữ số và tổng hai số tổng cái số ban đầu và cái số sau này là 379. Thế và bài yêu cầu làm gì? Tìm cái số có hai chữ số đó, đúng không? Thì đó là thầy giáo đã tìm hiểu xong. Thế thì giả sử thầy giáo gọi cái số phải tìm là AB đi đúng không? Số có hai chữ số. Khi viết 5 vào này. Khi viết 5 này. Thì có là AB5 thế này đúng không? Đó. Thế và nếu như mà tổng hai số tức là ta có AB5 cộng với AB thì là bằng 379. Thế thì các em dựa vào cái cái phương pháp này các em cũng giải được bài nhá. Ở à đây là 5 cộng với B bằng 9 Như vậy B phải bằng 4 nhé B bằng 4 Thế ta thay 4 vào đây Thay 4 vào đây thì 4 cộng với A mà bằng 7 Thì như vậy A phải bằng 3 nhé Thế như vậy chúng ta cũng là giải được cái bài này Rất đơn giản bằng cái cách là đặt tính như thế này Đó là một cái, cái cách còn một cái cách thứ hai mà thầy giáo muốn các em trình bày bài hôm nay ấy là cái gì? Là chúng ta dựa vào cái kiến thức là khi viết thêm chữ số 5 nhé. Khi thêm chữ số 5. Thế thì hôm trước thầy giáo đã nói rồi khi thêm một cái chữ số vào bên phải thì số đó gấp lên 10 lần. Thêm không vào thì gấp lên 10 lần. Thêm chữ số số 5 thì số đó gấp 10 lần. Ừ. Gấp 10 lần và riêng thêm chữ số 0 nhé. Đây nhé, thầy giáo ví dụ như 5 này. Thêm 0 vào là gấp 10 lần. Đó, gấp 10 lần. Nhưng mà bây giờ 5 lại thêm 5 vào. Thì là ngoài gấp 10 lần lên, 5 trở thành 50. Ngoài gấp 10 lần lên còn thêm 5 đơn vị nữa. À, gấp 10 lần và thêm thêm 5 đơn vị. Thế đây là một cái câu rất là quan trọng nhé. Khi viết thêm chữ số 5 vào một số thì số đó sẽ gấp lên 10 lần và thêm 5 đơn vị. Thế thì bây giờ thầy giáo có thể vẽ sơ đồ là số số ban đầu đây này. Số ban đầu là một phần. Thì số viết 5 này, khi viết 5 này thì sẽ gấp lên 10 lần là 10 phần 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sẽ gấp lên 10 lần và thêm 5 đơn vị nữa phải thêm 5 nữa đó thế mà tổng hai số ban đầu thì thầy giáo sẽ dùng cái dấu ngoặc như thế này để tính là tổng 379 đó thế các em biết là 379 tương ứng với cái gì tương ứng với 10 phần trên này và một phần ở đây là là tương ứng với 11 phần 11 phần và 5 đơn vị 11 phần và 5 đơn vị Nếu thầy giáo trừ đi 5 đơn vị Thì tương ứng với 11 phần chia cho 11 thì ra một phần thì chính là số ban đầu. Thì đấy là cái cách giải của cái bài này. Thế ngoài ra thì thầy giáo vẫn cứ nói với các em rồi có một cái cách là chúng ta đặt tính là chúng ta giải ra. Nhưng mà cái dạng này thì các em sẽ học sau, thầy giáo sẽ hướng dẫn sau. À mà cái dạng này không biết là thầy giáo đã hướng dẫn chưa? Các em xem xem là trong các video trước thầy giáo đã hướng dẫn cái dạng này chưa? Nhưng mà tóm lại thì hôm nay chúng ta giải bằng cái dạng này nhá. vẽ sơ đồ. Thế thì để trình bày bài thì đầu tiên thầy giáo phải có cái câu là khi thêm viết thêm chữ số 5 vào bên phải thì cái số đó làm sao? Nó gần như một cái câu thần chú. Khi đọc lên thì các em với với giải được khi ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số thì số đó gấp 10 lần và và thêm 5 đơn vị nó gấp lên 10 lần và thêm cái 5 đơn vị nữa vậy thầy giáo sẽ có sơ đồ ta có sơ đồ số ban đầu thầy giáo biểu diễn bằng một đoạn thẳng số ban đầu là một đoạn thẳng Thế thì các em biết là khi thêm 5 đúng không? Khi thêm 5. Và các em hiểu khi thêm 5 này là là thêm 5 vào bên phải. Thì gấp lên 10 lần như vậy là sẽ có 10 phần như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy sẽ gấp lên 10 lần. Và thầy giáo sẽ viết là 10 phần đã. Tuy nhiên là không chỉ gấp lên 10 lần mà nó còn thêm 5 đơn vị nữa. Như vậy thầy giáo vẫn viết là là 5. Cái phần thêm này là 5. Và tổng của hai cái số này là 379. Đó. thế đây là thầy giáo đã dùng cái phương pháp uh, vẽ sơ đồ nhá các bạn nhá thế thì nếu như dùng phương pháp vẽ sơ đồ thì đương nhiên chúng ta giải là phải nhìn vào sơ đồ nhìn vào sơ đồ, đồ. thì là ta thấy cái gì ta thấy 379 tương ứng số phần lần này thì thầy giáo làm phép tính một phần bên trên cộng với 10 phần bên dưới thì bằng 11 phần Đấy, các em có thể làm phép tính ra số phần mà không thì các em chỉ luôn ra là 11 phần vì các em đếm nhé. Đó. Thế còn cái chỗ này là 5 đơn vị không được tính là một phần nhé, các em hãy lưu ý nhá, không tính một phần. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có 11 phần có giá trị. Thế thì các em lưu ý là 379 này là gồm 11 phần và 5 đơn vị này. Bây giờ chỉ có 11 phần thôi thì ta phải lấy 379 trừ đi 5 đơn vị này thì chúng ta còn 374. Đó, 374. Thế và tiếp tục là tìm một phần một phần chính là số ban đầu. Vậy thầy giáo có thể viết luôn là số ban đầu là số ban đầu cần tìm là Thế thì các em lấy 374 chia cho 11. Thế thì gặp một cái vấn đề như thế này. Một cái vấn đề là lớp 3 các em chưa học chia cho số có hai chữ số. Cho nên bài toán này thầy giáo nghĩ là các em sẽ giải theo cái 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 cái, cái phương pháp là đặt tính này thì hợp lý hơn. Còn khi chúng ta giải theo phương pháp này rồi thì thầy giáo hướng dẫn các em chia số có hai chữ số nhé. 374 chia cho 11. Thì bên này có hai chữ số thì bên này các em phải lấy hai chữ số nhá, hai chữ số. 37 chia cho 11. Thế thì các em sẽ lấy tròn là 10. Lấy tròn là 10 lấy tròn đây là 30 thì chúng ta được 3. Nhá. 31 là 3 các em viết 3 vào đây. 31 là 3 viết 3 vào đây xong các em trừ đi 7 trừ 3 còn 4. 3 trừ hết. Bây giờ hạ 4 này xuống. 44 chia cho 11. Các em lấy tròn đây là 10. Lấy tròn đây là 40. 40 chia cho 10. Thì được 4. 41 là 4. 41 là 4. 44 trừ 44 là hết. Như vậy các em được 34. Đó. Thế và tới đây các em viết đáp số được rồi. Thế thì nếu các em vướng cái chỗ mà chưa chia số có hai chữ số thì các em làm theo cái phương pháp mà thầy giáo hướng dẫn kèm đây. nha Thầy giáo nhát thôi. Gọi số phải tìm. Đấy, gọi số phải tìm. Là AB đúng không? Khi thêm 5 ta có AB5 đúng không? Đó. Theo bài ra thì ta có AB5 cộng với AB thì sẽ 379. Đó, các em trình bày như thế. Sau đó là chúng ta trình bày thế nào? Xét hàng đơn vị. Xét hàng đơn vị, 5 cộng B bằng 9. Để suy ra B sẽ bằng bằng 4 đó các em lưu ý như vậy tiếp tục là xét gì xét hàng hàng chục hàng chục đây là b b bằng 4 rồi 4 cộng a 4 cộng a bằng 7 suy ra a bằng 3 đó thế và số phải tìm là 34 AB mà AB là 34 đó thì đấy là cái cách giải thứ hai thì thầy giáo giới thiệu với các em như thế. Thế thì bài này có thể là các em giải theo cách hai thì các em sẽ không vướng vào chia cho số có hai chữ số nhé. Còn nếu không thì đã là học sinh giỏi thì chúng ta để chia cho số có hai chữ số cũng không có vấn đề gì. Thì đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi với các em. Thế thì qua bài số 3 này thầy giáo lưu ý với các em điều gì? Đầu tiên các em vẫn phải có một cái kiến thức là khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải thì số đó phải gấp lên 10 lần và thêm 5 đơn vị. Đây là cái câu rất là quan trọng. Khi chúng ta xác định được cái câu này rồi thì chúng ta mới có cơ sở để vẽ sơ đồ. Và như vậy các em vẽ sơ đồ và các em nhìn vào sơ đồ các em giải cái bài toán này một cách rất là bình thường. Thì đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi với các em trong bài hôm nay. Thế thì video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.